còn cách nào à? Yêu nhau 3 năm, nói chia tay dễ vậy sao? Về suy nghĩ đi, thứ ba tuần sau gặp lại. Đừng có nhìn vào ánh mắt thờ ơ như thế. Cái kia của em ý thì còn lâu mới có người yêu. Duyên có khác đến, lo gì? Bài đẹp đấy. Tuần này muốn làm gì thì làm. Nhìn cái gì đấy? Không có gì, đi thôi. Cô nhìn gì? Em tò mò vì có người muốn tìm mình thôi. Bye.
Bao giờ thì cô đi? Anh yên tâm, 10 ngày sau em sẽ đi. Luôn vào ngay đi. Chồng em cũng đâu khó nhỉ lắm, anh chịu khó 10 ngày đi. Cô đọc được ý nghĩ à? Sao cô gọi là ma chứ? Kiên, đừng bói nữa. Alo, anh đã bảo rồi. Thằng này không ổn. Bỗng xem thế nào, bây giờ tôi đã đầu tư rồi. Bây giờ phải làm. Alo, alo. Em lại làm gì đấy? Đừng bói nữa. Lý do? Xin lỗi, bạn có thể về trước được không? Gì đấy? Đừng bói nữa. Tại sao? Xem vào số phận của người khác, anh đang hại họ và tự hại chính mình. Sao cơ? Nếu anh muốn xoay béo hạn, dừng lại đi. Vơ vẩn. Thank you.
Sẽ không ai gặp anh ở sau nữa đâu, từ bỏ nữa đâu không? Tạm biệt. Xem có trốn được mãi không? Xem vào số phận của người khác, anh đang hại họ và tự hại chính mình ấy. Tớ nghe cậu. Bỏ nó rồi. Đường tình của tớ sao chán vậy? Thằng sau có vẻ khá hơn đấy. Alo. Mất hết rồi, tao mất sạch rồi. Thằng bạn nó hỏi mày đằng lại, tao gọi mày mãi không được, giờ mất hết rồi. Đợi tí để tao bói cho.
Alo. Tớ đang ở trong viện. Người yêu tớ vừa bị nó đâm. Tớ bị điên rồi. Sẽ không ai cạnh hoành đằng sau nữa đâu. Đừng bói nữa được không? Tạm biệt. Nhi, anh xin lỗi. Chăm chỉ quá vậy. Sao hôm nay rảnh rỗi thế? Dạo này như nào rồi? Còn biết hỏi. Tôi mà không dẫn xác đến thì chắc cậu quên luôn các bạn này quá. Nhìn xem. Không học bài thì ngồi đánh đàn. Không đánh đàn thì vẽ vời. Đi tán gái cho tôi nhờ. Vui mà. Nhưng dù sao trông cậu cũng vui vẻ hơn trước. Còn cậu? Cậu không thấy hơn một tháng nay thời tiết đẹp hơn sao? À, vậy thì tốt rồi. Tốt cái con cua ấy. Hôm trước á, tôi suýt bị lừa đấy. May mà tôi thông minh, không thì... Vẫn lãi mà. Nhưng mà vẫn ít. Bói lại đi. Nhưng mà dù sao, tôi vẫn thích cái bản mặt ngu ngu của ông ý. Sao không kiếm em nào mà ấy đấy? Hay là tôi và ông yêu nhau nhé. Bao giờ mới đến vậy? Chả biết, bình thường anh ta hay ra giờ này mà. Sao lại đánh đàn giờ này? Chắc là tập thôi. Nhưng mà đánh hay phết. Ồ, đến rồi kìa. Thế.
xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi bộ phim của nhà mình. Nói chung là hôm nay mình đã gặp chút vấn đề tế nhị nên phải bị mặt. Điều đầu tiên mình muốn nói là các bạn đừng tin vào những cái gì mà cái credit vừa chạy qua nó nói. Nick của bạn Minh rất là hay, ZNP, cho nên để bạn đấy làm direct cho Thạnh, chứ thật ra đạo diễn là cả nhóm, cứ tính thế đi. Ngoài ra thì phần âm thanh được lấy trên mạng, chứ cũng không có record ở nhà mình đâu. Nói chung là mình rất dỗi, bởi vì mình không được lên hình phát nào. Tuy là trong suốt quá trình làm phim thì mình đã có một thời gian rất là vui. Cái behind the scene này chủ yếu là để dìm hàng các bạn trong nhóm, vì thời gian qua mình đã rất là mệt mỏi, sụt mất 3 cân. Toilet nhà này nhìn nó ra chất nhà nghỉ. Action! Máy! Đấy, có phát biểu cảm nghĩ gì không? Ngủ! Ngủ đi em! Ngủ đi em nhưng mà chăn che mỗi mông thôi mà. Không che ở người che, đâu. Che trong phụ nữ ấy. Hay là tớ cũng yêu nhau nhé. Tôi muốn cảnh này tôi phải đẹp nhất. Cosa molto so. Nhưng mà anh phải ra dấu hiệu thì em mới biết là anh tỉnh. Đây là cảnh khóc của nhân vật chính. Ở bên này. Có điều hòa này. Giường thì nó có máy coi i5 nữa. Mình làm clip này muốn dành một lời cảm ơn nhiều nhất đến anh Việt Anh và anh Hùng Mốc, hai người đã giúp mình rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Nói nhỏ nhưng ông Hùng Mốc ông bị dở hơi đấy, dù bộ phim không được sự xuất sắc lắm, nhưng mà nhờ project này mà mình đã học được rất nhiều điều và có một thời gian rất là đẹp với những người bạn của mình, bạn My, Hoàng Linh, ông Minh, ông Cường, em TT, em Siêu Siêu, em Nhật Minh. Mấy ông ấy là không có điều kiện thấy em tình cảm như này đâu nhá. Và cả thể những bạn đã xem bộ phim này đến tận phút cuối. Cảm ơn các bạn rất nhiều.